Hi, xin chào mọi người. Hiện tại bây giờ em đang ở nút giao Ma Lâm của thành phố Phan Thiết. Trong lúc đang chờ sạc pin thì em có một số điều muốn nói với lại về vấn đề về cách thức của VinFast một chút xíu. Đầu tiên là về vấn đề các hiện tại các 3S ở trong Sài Gòn thì hầu như là các trung tâm 3S ở Sài Gòn và các thành phố lớn đều bị kẹt rất nhiều xe, nhưng mà chất lượng dịch vụ của 3S ở các nơi nó không có được cao đấy, nó không có được rộng rãi, ví dụ như trong những cái Vincom. Thì ở trong Vincom Thảo Điền á, cũng như là Vincom Lê Văn Việt, thì Vincom Lê Văn Việt đã dẹp rồi, còn Vincom Thảo Điền thì cái Vincom này á nó nhỏ, nó không có cái phòng chờ dành cho khách hàng, nên là khi mà khách hàng muốn ngồi bên trong sảnh đó là ngồi đối diện trực tiếp với lại nhân viên bán hàng, nhân viên của VinFast, thì nó tạo ra một cảm giác hơi khó chịu, hoặc là người ta sẽ đi qua về cái phần qua Vincom người ta ngồi. Thì Vincom đó, như mọi người biết đó, là Vincom đa phần là dịch vụ bán, người ta có thuê kiosk bán hàng là chủ yếu, mà nếu mà bán hàng như thế thì muốn ngồi á, hay là muốn ngồi đâu đó như nọ kia là phải tốn phí dịch vụ. Cái này là một điều mà theo em nghĩ là nó không có cần thiết ở thời điểm hiện tại, bởi vì là khi mà em đi tới sửa xe hay em tới làm bất kỳ một vấn đề gì đó về VinFast thì cái cảm giác đầu tiên là không có phòng chờ như thế, phải đi vào Vincom rồi phải tốn tiền mua cà phê hoặc là tốn tiền đi mua sắm đó, mình mua với một cái mục đích nó không chủ động, đúng không ạ? Và mình tốn tiền ở một cái phần mà mình không chủ động tới, tại vì không thể nào mà trong giờ hành chánh mà mình đi sửa xe, mình đi bảo dưỡng xe mà lại vào Vincom để đi mua đồ đấy. Vợ con mình cũng thế, cũng phải đi học đi làm thì không thể nào mà vào Vincom mua đồ vào cái giờ hành chánh được. Cái đó là cái thứ nhất, nên là muốn VinFast cải thiện hết các trung tâm sửa chữa nó rộng rãi ra và có phòng chờ ngồi cho khách hàng chờ, tại vì mình ngồi đó là thường VinFast sẽ nhận dịch vụ khoảng 2 tới 3 tiếng đồng hồ đấy. Cái đấy là một điều bất cập, và cái không gian quá nhỏ như thế thì đa phần ở trong Sài Gòn á, và các thành phố lớn á, chủ yếu tập trung cho các anh em chạy dịch vụ, khi cái người chạy dịch vụ á, họ cũng không có nhu cầu để vào trong đó làm gì cả, tại vì họ tiết kiệm tiền. Ví dụ họ vào phích lỗi là họ đã mất cái khoảng thời gian để họ đi kiếm tiền rồi, cộng thêm với lại là họ phải bỏ ra một số cái chi phí họ không có nhu cầu, thì rất tội cho các anh em tài xế của xe điện nói chung và VinSM nói riêng đấy, rất là khó. Kể cả có những người, mọi người nếu mà mọi người nói là mày chạy xe rẻ hay những loại kia xe rẻ mà đòi dịch vụ, xin lỗi, tất cả những cái hãng khác, dù mà các bạn xe rẻ hay là xe xịn hay là xe siêu sang, họ vẫn có phòng phục vụ, họ sẽ phân cấp ra, giống như bên Hyundai mình họ sẽ phân cấp ra là phòng thường và phòng VIP. Vẫn có Hyundai Ngọc An ở quốc lộ 13 đó các bạn biết, thì họ được phân cấp ra. Thì mong rằng VinFast sẽ sớm cải thiện cái này, cái thứ nhất là không gian về sửa chữa xe, cái thứ hai là dịch vụ khách hàng, chứ mỗi lần em
đi tới làm một cái vấn đề gì đó toàn bộ 100% bắt buộc là em chạy xuống GIA hoặc là thủ dầu một để làm. Thì chỗ đó khuôn viên nó rộng rãi, nó có phòng chờ cho khách, tuy là phòng chờ nó rất là sạch sẽ. Có thể bên VinFast bên thủ dầu một á, Nam Thái á, phòng chờ rất sạch sẽ nhưng mà vẫn có nhân viên để phục vụ cho các bạn, mời các bạn ly cà phê, ly nước cam vẫn có. Cái đó là cái thứ nhất. Về cái thứ hai là về bên phía bên phần nhân viên của VinFast, nhân viên sale bán hàng thì rất ít bạn nhân viên sale của VinFast hiểu về xe. Cái này là mình chắc chắn 100% rất ít. Có những bạn hay làm YouTuber, các bạn quảng cáo trên YouTube thì các bạn sẽ nghiên cứu cái xe nó kỹ hơn, nó kỹ lưỡng hơn về phiên bản, số km đi được, phần trăm giới hạn bao nhiêu, cài đặt xe như thế nào, rồi các tính năng của xe hướng dẫn cho khách hàng. Còn những cái bạn sale mà có nghĩa là hơi đứng tuổi một chút xíu, rồi những cái bạn mới vào, hầu như là VinFast training rất tệ, hầu như các bạn ấy không biết. Để các bạn có các bạn mà làm trong VinFast 2 3 năm rồi mà còn khi mình hỏi về con VF5 này bạn chả biết gì. Cái đó là mình hơi thất vọng. Chỉ may ra mấy bạn nam á, họ sẽ tò mò hơn một chút xíu, còn mấy bạn nữ á, thì hầu như là không biết gì đấy. Hiện tại bây giờ mình chỉ thấy là có một số bạn, như là có một bạn nữ bên Quang Trung, bên showroom Quang Trung Gò Vấp á, là bạn đó có một cái kênh YouTube, bạn đó hay thường quay quay video á, thì may ra bạn đó sẽ tìm hiểu kỹ hơn về con xe. Đó là cái thứ nhất về phần nhân viên VinFast. Cái thứ hai cũng về nhân viên VinFast, đó là thay đổi những cái chính sách liên tục á, làm các bạn đôi khi các bạn bị rối trong vấn đề mà tư vấn khách hàng để khách hàng được những cái quyền lợi cao nhất, đôi khi các bạn bị rối cái phần đấy. Cứ một tháng thay đổi một lần, ra mỗi chính sách thay đổi một lần, ngân hàng A, ngân hàng B, ngân hàng C các kiểu, thì các bạn sẽ bị rối và các bạn không đồng bộ được với nhân viên ngân hàng bên kia, nên rất khó trong vấn đề mà các bạn xử lý công việc và xử lý. Tại vì mình người ta khi một khách hàng mua xe là họ muốn nhân viên ngân hàng, hoặc là nhân viên sale họ lo từ A tới Á, từ A tới Z cả, chứ họ không bao giờ họ muốn, nhất là vào cái thị trường miền Nam nữa. Thì nói thật, thị trường miền Nam là cái thị trường cần cái dịch vụ cao hơn so với thị trường miền Bắc. Cái này là mình cam đoan luôn, đa số bộ phận là như thế. Người ta muốn ngồi ở nhà và xong xuôi hết toàn bộ và người ta sẽ trả phí cái phần đấy. Theo và với lại là người Việt Nam họ muốn là cái gì cũng thuận tiện cho họ, họ không cần phải chạy lên chạy xuống chạy tới chạy lui, hay là họ cũng không cần phải đi đăng kiểm xe, tất cả mọi cái là đều dịch vụ sẽ lo hết, kể cả hồ sơ ngân hàng nhé. Rồi cái đấy là bên cái phần mà của VinFast. Tiếp tục là cái phần đó bên Bắc, do nếu mà ai đã từng làm nhân viên tài chính của tín dụng bên các ngân hàng rồi, họ rất nhiều áp lực về chạy KPI, về chạy bảo hiểm, rồi về các bảo hiểm liên kết đối với xe, rồi tư vấn khách hàng, rồi bảo hiểm ơi, cái lãi suất ngân hàng á, thì nó phân ra làm nhiều cấp, ví dụ như VinFast cái là bao nhiêu, Thaco là bao nhiêu, Hyundai là bao nhiêu, Hyundai Thành Công á, thì họ rất là rối trong vấn đề đấy. Mà khi mà Vin thay đổi cái chính sách nó quá nhiều, cứ mỗi tháng là thay đổi một chính sách, mỗi tháng là ông A ông B ông C được cái lãi suất này, hoặc là Vin sẽ chịu một phần lãi suất trong vấn đề mà khách hàng vay ngân hàng, thì vô hình chung nó sẽ là một cái sản phẩm chồng chéo về lãi suất. Ví dụ như bên ngân hàng Techcombank đợt trước có mình có hỏi
là họ cho vay đối với xe VinFast nó sẽ có thành 6 bậc. Ví dụ là 6 tháng ơi 4 bậc. 6 tháng là 8.2, 8.4, tiếp tục cộng thêm 0,5% nữa cho các chu kỳ tháng 9 tháng, 12 tháng và 24 tháng, 36 tháng, ví dụ như thế. Thì cộng thêm với lại cái chính sách của Vin nó thay đổi liên tục nữa thì nó lại bị chồng chéo về cái phần lãi suất. Đó là cái thứ nhất về bên phía của phần ngân hàng. Cái thứ hai, khách hàng bị rối là ủa tại sao tao vay thằng Vin nó bảo như thế này mà giờ tao đi vay kiểu như thế này, mày đưa cho anh cái bảy lạng khoản lãi suất như thế thì anh sẽ bị rối và mình sẽ không định hình được là Vin sử dụng chính sách đó như thế nào và ai là cái đối tượng được vay cái chính sách đấy. Thì bạn ngân hàng cũng rối, khách hàng mua hàng cũng rối. Về cái chiến lược của Vin bán hàng là theo chiến lược online, đúng không ạ? Theo chiến lược online, cái đó mình rất happy. Nhưng mà cái chiến lược online này nó vô hình chung nó gây tác hại đối với hai ba cái thứ khác. Thứ nhất là người mua xe là phải tự lên mạng nghiên cứu, coi cả ngàn cái video để nghiên cứu về con xe của Vin. Đó là cái thứ nhất. Nó sẽ lợi hơn cho phần về YouTuber thôi, hoặc là thông tin trên mạng thôi. Chứ khách hàng muốn nắm được thông tin của cái xe, tại vì cái xe điện là một cái dòng xe mới. Ok, công nghệ bán xe mới hợp lý, nhưng mà các bạn phải training thường xuyên và cho nhân viên của mình cập nhật cái xe thường xuyên. Cái thứ hai là nó hãy duy trì một cái chính sách nào đó nó kéo dài ra, thay vì là một tháng mình kéo dài thành 3 tháng cho một chu kỳ, đúng không ạ? Thì mình sẽ mọi người sẽ happy hơn về cái chính sách của mình. Cái thứ ba là đỡ cho các nhân viên ngân hàng chồng chéo lên cho nhau để mình bị rối và khách hàng cũng bị rối, đúng không ạ? Đó là cái thứ ba. Còn về một cái nữa là về cái phần mà khu dịch vụ khách hàng á, trạm sạc này bạn làm rất đẹp, sạch sẽ rất đẹp, những cái trạm sạc của Vin rất là chăm chút. Nhưng mà bên cái khâu mà 3S á, hoặc là khâu bảo dưỡng xe thì mọi người thấy hầu như là tất cả các xe nó đều bị sập sệ rất là nhiều, nên là rất là khó. Đó là những gì mà mình muốn trao đổi với Vin về vấn đề mà Vin cần cải thiện nhiều thứ trong cái phần phía sau cái bán hàng và cái cách phục vụ phía sau đấy, nó được trơn tru hơn, nó được happy hơn. Thì khách hàng họ muốn họ là thượng đế chứ họ không muốn họ là phải là cu ly chạy theo. Và một cái nữa, tiện này em cũng nói luôn, Vin hãy cho những người sở hữu xe Vin, sở hữu nhà của Vin vào thời điểm mà cái thời kỳ nó đang khó khăn như thế này, biết là Vin sẽ khó khăn, Vin tung nhiều chính sách ưu đãi ra, nó rất là happy đối với nhiều người, nhưng mà nó bị thiệt thòi so với lại những người đang ở cư dân Vin. Tại vì chúng tôi mua nhà của Vin, mua xe của Vin, thực sự ra cái khoản tiền nó không hề nhỏ một chút nào, giá nhà của các bạn bán thì cũng không hề rẻ, nên là chúng tôi muốn là nhiều khi mà chúng tôi được happy hơn một chút xíu là về vấn đề ví dụ là gửi hàng free hay giảm 50% phí. Đối với khách hàng giảm giảm 50% phí gửi xe đối với khách hàng đang sử dụng VinFast và ở nhà VinHome. Đấy, người ta nói là ở nhà VinHome đi xe VinFast, đúng không ạ? Chúng tôi sẽ happy hơn. Đó là một cái ý kiến, tại vì là khi chúng tôi mua xe, chúng tôi vay, chúng tôi trả lãi mà chúng tôi mua rất là nhiều tài sản như thế. Bây giờ tôi chỉ thiếu cái của Vin nữa thôi, là một thứ nữa, và nghĩa địa Vin
Tôi nói thật, nếu mà Vin ra nghĩa địa nữa chắc tôi cũng mua. Nên là Vin cố gắng hoàn thiện, xong cái đó biết là mọi người, các bạn đánh ở thị trường bên ngoài, đánh thị trường nước ngoài nó rất là ok rồi. Các bạn lấy tiền để đầu tư bên đấy, khi bạn thành công rồi, các bạn có những cái chiến lược, có những cái cách marketing vang dội rồi, thì các bạn hãy quay trở lại với lại đối với cư dân của mình, người Việt Nam của mình, những người đã ủng hộ các bạn. Nó không chỉ là một vấn đề về con xe không, mà nó còn ủng hộ các bạn về nhà cửa, về thiết bị, về những dịch vụ của các bạn. Các bạn hãy để cho VinFast nó đúng theo cái những gì mà chúng tôi đang mong muốn, dù là sạc free hoặc là gửi 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 xe của Vin tại hầm được giảm 50% chẳng hạn đấy, thì chúng tôi sẽ rất là happy. Và có thể chúng tôi không phải chiếc xe này là chiếc xe cuối cùng, cũng không phải là chiếc xe này là chiếc xe điện mà tôi mua một chiếc, cũng có thể tôi mua thêm một chiếc thứ hai, cũng có thể tôi mua tiếp tục một một căn nhà nữa của Vin thì sao, đúng không? Thì chúng tôi cũng muốn là Vin nó chú ý tới chúng tôi một chút xíu để chúng tôi happy hơn trong tất cả các vấn đề của Vin đó. Thì mong Vin sẽ thay đổi một số cái gọi là cho nó thích hợp, khi mà tôi cũng có nhu cầu mua thêm một con VF3 nữa để cho vợ tôi chạy, hoặc là tôi sẽ đổi thành con VF6, VF7 đấy. Thì nên là tôi mong muốn là Vin sẽ cố gắng thấu hiểu hơn khách hàng một chút xíu, rồi cùng khách hàng và cùng người dân Việt Nam mình, người ta hiểu rõ và người ta biết rõ hơn về Vin. Đây là cũng là cái clip mà mình rất là tâm đắc sau những cái ngày trải nghiệm xe Vin. Tôi mong rằng Vin sẽ cố gắng thay đổi một chút xíu nữa về cái phần mà tất cả những chính sách, tất cả những hậu mãi cho khách hàng. Rồi, tôi xin trân trọng cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi tôi trong những phút vừa qua. Nếu các bạn thấy thích cái video này thì mong mọi người hãy cho tôi một like, một đăng ký và một share, còn một lượt comment tương tác. Hiện tại bây giờ cũng đã gần 2 giờ rồi, 2 giờ sáng. Tôi đang trên đường từ Sài Gòn về Ninh Thuận, rồi sẽ quay đầu lại trong vào ngày mai. Rồi, cảm ơn mọi người. Hiện tại xe đã sạc xong, em đang bây giờ tiếp tục lên xe và đi về Ninh Thuận. Tạm biệt mọi người.